Thưa quý vị, Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra và hoàn thiện quy định về biên soạn, phát hành, mua, sử dụng sách giáo khoa. Trước đó, ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cảnh cáo ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vì vi phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới. Hiện có 7 nhà xuất bản đăng ký bổ sung chức năng xuất bản sách giáo khoa, trong đó có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, việc các nhà xuất bản kê khai giá như hiện nay có thể dẫn đến hiện tượng giá cao thấp khác nhau. Trong khi đó, sách giáo khoa thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt là người dân vùng khó khăn. Cũng liên quan đến câu chuyện giáo dục, những ngày qua hàng chục ngàn học sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường nộp hồ sơ nhập học sau khi thành phố này công bố danh sách trúng tuyển. Bên cạnh việc đăng ký nhập học thì nhiều học sinh và các bậc phụ huynh cũng rất đau đầu khi phải lựa chọn học môn gì và bỏ môn gì. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình VTC tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng mẹ đi nộp hồ sơ và nghe tư vấn chọn môn, em Thiên Thanh, học sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai mẹ con rất trăn trở khi phải lựa chọn ban nào, môn nào để học. Sau 3 lần được nhà trường tư vấn theo hình thức một thầy, một trò, dựa trên năng lực và sở thích của bản thân, em đã chọn được ban xã hội và các môn tự chọn cho riêng mình. Lên đây thì được các thầy cô tư vấn lại rất là nhiệt tình. Em đã chọn được những cái môn mà phù hợp với mình nhất. Trong khi đó, không ít phụ huynh học sinh chưa vội nộp hồ sơ vì muốn cân nhắc thêm. Trường người ta không mở một số cái môn học mà mình thích, mà do điều kiện khách quan là người ta không mở. Nên là chúng tôi cũng là phía cha mẹ thì cũng là muốn tham khảo ý kiến của giáo để có cháu đi vào cái môn học nào. Tùy vào điều kiện mà mỗi trường tổ chức các tổ hợp môn khác nhau, như tại trường Trung học Phổ thông Thủ Thiêm, nhà trường xây dựng 8 tổ hợp môn tự chọn cho 637 học sinh lớp 10 năm nay. Việc lựa chọn tổ hợp được nhà trường tư vấn cho phụ huynh trên các tiêu chí phù hợp với năng lực, sở thích của từng em. Ví dụ như là lớp á, là 10T1, thì như vậy là lớp này á, là các em á, là sẽ là thi vào đại học á, là những khối nào. Như vậy trên đó chúng tôi liệt kê những cái bộ môn lựa chọn luôn. Rồi lớp T2, T3, T4. Như vậy trên cơ sở mà chúng tôi tư vấn thì phụ huynh sẽ nhìn vào rất là dễ lựa chọn cho con em mình. Vậy giữa phụ huynh và con em chỉ cần là phân tích cái khả năng của từng em, rồi là cái năng khiếu sở trường của từng em. Hầu hết các trường đều có những cái kế hoạch sắp xếp, đang trong đó là cũng phải hài hòa giữa cái nguyện vọng của phụ huynh học sinh, của học sinh và cái điều kiện của nhà trường về cơ sở vật chất, về đội ngũ để chúng ta đảm bảo được cái thực hiện đúng cái định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 của bộ là phân hóa dần ở các cái bậc học. Vấn đề được nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc nhất là sau khi học được một thời gian nhất định mà cảm thấy không phù hợp và muốn đổi tổ hợp thì có được phép hay không? Các trường khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập. Tạo điều kiện thì các em sẽ học lại những một số cái môn để các em bước sang một cái tổ hợp khác. Thì cái việc này nhà trường sẽ trao đổi với phụ huynh. Trách nhiệm của nhà trường là giảng dạy, còn trách nhiệm của huynh là hỗ trợ cho cái quá trình đó được thực hiện cho nó tốt. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà ngăn cấm học sinh không được chuyển đổi. Theo kế hoạch, kết quả xếp lớp sẽ được các trường thông báo vào giữa tháng 8 năm nay. Các trường cũng lưu ý phụ huynh, học sinh cân nhắc kỹ việc chọn môn học. Việc thận trọng trong lựa chọn tổ hợp học cũng sẽ góp phần tạo sự ổn định cho việc dạy và học của nhà trường. Do là năm đầu tiên triển khai đăng ký môn học tự chọn ở lớp 10, nên hầu hết các trường trung học phổ thông năm nay đều tổ chức các buổi tư vấn giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và học sinh khi nhận hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, các nhà trường đều lưu ý phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tổ hợp môn học, tránh thay đổi gây xáo trộn lớp học và thiệt thòi cho chính các em học sinh. Đưa con đến nhập học vào lớp 10 tại trường trung học phổ thông Trương Định, chị Nhung cảm thấy bớt lo lắng khi có thể dễ dàng lựa chọn tổ hợp các môn học cho con. Khi mà chưa cho con đi nhập học ấy, thì theo dõi trên báo chí, theo dõi trên đài thì mình thấy các cái thông tin rất là nhiễu và cũng thấy rất là khó khăn trong việc lựa chọn. Nhưng mà khi mà đến nhập học cho con á, và nhìn thấy cái hồ sơ và nhìn thấy các cái hướng dẫn của nhà trường về các tổ hợp thì mình lại thấy rất là rõ ràng, mạch lạc. Và mình cũng chưa cần phải tư vấn cho con đâu, mà con tự đọc, con cũng tự cảm nhận được và tự chọn được tổ hợp cho mình. Các cái môn học từ môn học bắt buộc lựa chọn cho đến chuyên đề
và cái này sẽ được căn cứ trên những cái điều kiện của nhà trường hiện có như cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là nguồn nhân lực. Và cũng sau khi đã sắp xếp và thông qua trong tập thể nhà trường thì nhà trường cũng đã công khai trên trang web của nhà trường từ đầu tháng 5 năm 2022. Bởi vậy mà chúng tôi cũng tin rằng là các phụ huynh mà có nguyện vọng mong muốn cho con vào trường Trương Định thì cũng đã nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng. Còn tại trường Trung học Phổ thông Lê Văn Thiêm, sau khi tập trung để xếp lớp, lãnh đạo nhà trường cho rằng cần có thêm thời gian để phụ huynh và học sinh tìm hiểu thêm về các mô hình lớp học. Dù trước đó nhà trường đã tổ chức tư vấn cho phụ huynh và học sinh về việc lựa chọn các tổ hợp môn học này. Thu hồi hết toàn bộ cái đơn phát lần 1, lại phát lại một lần 2 để cho học sinh tập trung phổ biến lại các cái mô hình lớp học, các cái nhóm môn học lựa chọn để phù hợp với xu hướng nghề nghiệp và phải làm lại. Và đối với phụ huynh học sinh cũng sẽ phải được họp, nhà trường sẽ tổ chức họp online đối với toàn bộ phụ huynh học sinh để triển khai việc này, để phụ huynh và học sinh cùng bàn bạc để có một cái tiếng nói chung, chọn được cho mình một cái nhóm lớp, những cái môn học lựa chọn phù hợp với nghề nghiệp nó thật sự là chính xác. Lãnh đạo nhiều trường cho rằng cần làm chậm chắc việc này để tránh xáo trộn gây thiệt thòi cho học sinh sau này. Do vậy, tốt nhất là ngay từ đầu học sinh phải cân nhắc kỹ với sự tư vấn hướng dẫn của nhà trường và các bậc phụ huynh. Nếu mà nhóm lớp và các môn có những nhiều môn khoa học tự nhiên, các em không chọn. Các em chọn những nhóm lớp mà theo xu hướng của nhiều môn khoa học xã hội. Nhưng sau đó các em đổi thì lớp đó đã học được một tháng rồi thì các em không thể dễ bề mà quay trở lại nữa. Cho nên tôi cho rằng cái giai đoạn này các nhà trường hết sức cân nhắc thật chậm rãi để cho phụ huynh học sinh hiểu thật kỹ. Từ giờ cho tới khoảng 20 tháng 8 các em có quyền thay đổi lại các cái tổ hợp mà theo như cái sự nguyện vọng của các em có thay đổi hoặc là gia đình mong muốn thì chúng tôi đều chấp nhận hết và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ phải cố gắng để thích ứng với cái này. Theo chương trình giáo dục mới ban hành năm 2018, đối với học sinh lớp 10 từ năm học này, học sinh phải học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh học thêm 5 môn lựa chọn. Tuy nhiên với thay đổi liên quan đến môn lịch sử, số môn và hoạt động bắt buộc tăng từ 7 lên 8. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến các trường xây dựng tổ hợp chỉ 4 môn lựa chọn thay vì 5 môn như trước đó. Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến danh mục thông tin và dự thảo nghị định về chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đại diện Cục Quản lý Rủi ro đã giới thiệu danh mục thông tin dự kiến được cung cấp chia sẻ qua cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm 431 thông tin của 21 bộ ngành. Hầu hết các bộ ngành đều có ít nhất từ 10 loại thông tin cần kết nối trở lên, trong đó nhiều nhất là Bộ Giao thông Vận tải với 53 loại thông tin. Để thực hiện cũng như là hiện thực hóa yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, chính phủ số và khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc xây dựng nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Khi ban hành, nghị định này sẽ trở thành công cụ pháp lý để các cơ quan nhà nước tiến hành chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại và vận tải xuyên biên giới, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.